ơn em. Hôm nay mình lại có thời gian rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một chủ đề mới, đó là liên quan tới vấn đề quấn cán và cầu lông. Mình đọc trên cái kênh YouTube của mình á, thì rất là nhiều anh em hỏi anh ơi, thì chúng ta nên sử dụng những quấn cán cao su này hay là chúng ta sử dụng quấn cán vải, cái nào sẽ tốt hơn, rồi cái cách nào để chúng ta quấn cán vợt nè, nên cầm quấn cán to hay quấn cán nhỏ, thì cái nào nó ok hơn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ hết cho anh em về những cái vấn đề mà anh em đã hỏi, thì để cho anh em hiểu biết hơn rồi chúng ta sẽ sử dụng cái quấn cán nào nó phù hợp vào trong cái từng thời điểm nào nhé. Rồi chúng ta hãy bắt đầu. Trước khi mình đi nói những cái vấn đề liên quan tới cái quấn cán và cầu lông, thì mình cũng xin nói với anh em một chút xíu về vấn đề về cái cán vợt của chúng ta. Cái cán vợt của chúng ta rất là quan trọng anh em nha. Khi các bạn mua một cây vợt, đây, một cây vợt mới ha, thì để mình bóc cây vợt ra xíu, chờ xíu. Khi chúng ta mua một cây vợt mới thì thường nó sẽ có bọc ni lông bọc ở ngoài trong một cái lớp cán ở trong. Cái quấn cán trong ở trong á, nó gọi là quấn cán zin anh em nha. Thì cái vợt nào các bạn mua đều phải có cái vấn đề này. Thì thường chúng ta sẽ bóc cái bọc ni lông này ra, cái bọc ni lông này ra đúng không? Rồi sau đó là chúng ta bắt đầu á, chúng ta sẽ sử dụng cái quấn cán chúng ta quấn lên cái lớp này, là một cái vợt rất là bình thường. Nhưng mà khi quấn lên như vậy thì có nhiều anh em là nó sẽ, tay chúng ta nó sẽ là nhỏ. Thì chúng ta mà cầm một cái quấn cán quá to, nếu mà cầm mà để mà xoay chuyển to quá, xoay chuyển nó rất khó. Và thường ở người châu Á chúng ta thì cái quấn cán của chúng ta, cái cán vợt của chúng ta thường là G4, G5. Tức là G càng lớn thì nó càng, cái cán càng nhỏ anh em nha. Còn ở châu Âu người ta sử dụng cái G2, G3. Thì tay do lý do là tay của châu Âu nó to hơn, người chúng ta cũng to hơn, nên họ phải cái quấn cán của chúng ta nó phải to để chúng ta sử dụng nó dễ dàng hơn. Thì như mình nãy mình nói thì người châu Á chúng ta là thường là G4, G5. Thì nhiều anh em cứ thích quấn cán to là tại vì nhiều khi người ta thích cầm bự bự để người ta đọc. Nhưng mà bản thân mình thì mình cũng thích là xoay chuyển bên trái bên phải là mình dễ xoay vợt á, thì thường là mình sẽ quấn cán nhỏ và mình lột luôn cái cốt này. Tại vì lúc mình cầm cái vợt mà cái cốt zin của nó như thế này á là mình cảm thấy nó vừa rồi. Đây là cái vợt VNB mình về là hầu như mình cầm như thế này mình cảm thấy vừa rồi. Nếu mà mình quấn thêm một cái lớp nữa là nó to ra, mình lại cầm nó lại không thích. Đó là mình lại cứ lột cái cốt của cái này ra, xong đó rồi mới quấn cái cán vợt do nét vào hoặc là cái cán khác vào để chúng ta có thể sử dụng nó dễ dàng hơn. Đó, thì cứ các bạn cứ hình dung quấn cán to thì nó sẽ đọc, nói chung cầm chắc tay khi đọc, nhưng mà quấn cán nhỏ thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta xoay chuyển. Đó, thì làm sao mà các bạn phải, nó phù hợp anh em nào thì anh em nó đánh thôi, chứ cái này mình không có nói rằng buộc các bạn phải quấn như thế này, buộc các bạn phải quấn như thế kia. Thường mua một cái vợt mới thì mình sẽ để cái cốt zin cho anh em để quấn cái vợt đó, rồi sau đó các bạn sử dụng bình thường. Cái quấn cán zin này nó rất quan trọng anh em nha. Nhiều anh em nào mà ra tay mồ hôi á, mà một là mồ hôi chảy xuống riết á, nó nếu mà không có cái quấn cán zin này, cốt zin này á, là coi như mồ hôi nó sẽ thấm từ cái quấn cán bên ngoài chúng ta thấm vào một khúc gỗ, rồi sau đó nó sẽ mục, nó dễ bị hư gãy. Thì vấn đề đó là một số anh em bị mồ hôi thôi, còn trường hợp không có thì quấn nó là bình thường. Như mình thì mình cứ lột ra. Còn mấy mồ hôi thì tí mình sẽ chỉ cho anh em cái cách mà chúng ta sẽ có những cách để chúng ta chặn mồ hôi chúng ta để bảo vệ cho cây vợt nhé. Nãy nói về cán cầm rồi, bây giờ nói tới quấn cán ha. Nãy mình nói về cán cầm là vì chúng ta nói về quấn cán. Ở thị trường chúng ta, ở Việt Nam chúng ta thì cái quấn cán VS này thì anh em nào hình như cũng biết. Đó. Anh em nào cũng biết cái quấn cán VS này. Đây. Quấn cán này quá nổi tiếng rồi. Quấn cán VS. Ngoài ra thì rất là nhiều hãng khác nữa. Nhưng mà đa phần thì nó không nổi bằng cái quấn cán VS này thôi. Có quấn cán Yoto, hồi xưa xài Yoto cũng nhiều. Yoto thì nó dày hơn cái quấn cán VS này xíu. Cái quấn cán VS này thì nếu mà nói về chất lượng á thì 10.000 thì mình cũng thấy ok. Thứ nhất là nó cũng êm này. Nói về cái việc mà thấm mồ hôi thì nó không thấm bằng các cái loại 20-30 nghìn. Nhưng mà nếu mà 10.000 thì phải chấp nhận rồi anh em. Một cái quấn này á, mình đánh á là đâu nó khoảng 3 set cầu. Tại vì mình rất là lười mang cái băng chặt. Nên là cứ nhiều khi mồ hôi nó chảy xuống á, nó bị ướt cái phía sau của cái cán vợt chúng ta đó.
nước phía sau này nè. Này khó khó chịu lắm. Tại vì mình ấy, mình thì hay quýnh phía dưới này. Mình cầm tại mình thích công, mình đọc, mình cầm phía dưới này nhiều lắm. Chứ ít khi nào cầm như này. Mình cầm như này hiếm, nên là mình thích cầm phía dưới để mình đọc cho mạnh thôi. Đó, thì nó bị ướt phía dưới khó chịu lắm. Nên phải thay. Thường thì vậy phải khoảng đó, nãy mình nói là đâu khoảng cứ 3 trận, 2 trận gì đó mình lại cứ thay một cái. 3 trận, 2 trận lại thay một cái. Thì ngày thì nhiều khi thay một cái hoặc là hai cái, hoặc là có thể là đánh nhiều á, chứ còn thường thường thì giờ đánh ít thì đánh ngày đánh xong về xong nó khô. Nếu mà trường hợp mà chúng ta không cần phải thay thì đánh xong hết trận xong đem về nó khô rồi bắt đầu là mai quýnh tiếp. Nhưng mà nước bên trong, nước mồ hôi á, nó lại nằm phía trong của cái, nó thấm vô trong này, thấm vô trong của cái miếng bên trong thì nhiều khi là nó cứ cầm cầm nó rỉ rỉ ra thì buộc bạn phải thay rồi. Nhiều bạn á, để lâu quá nó trong cái khúc cổ chúng ta sẽ bị hư giật anh em nha. Đấy. Với lại nó, nếu mà trường hợp ông nào mồ hôi để hôi nữa, trời ơi để lâu nữa kinh khủng lắm anh em ạ. Thơm, còn thơm. Rồi sau đó thì có những cái quấn cán nó cao cấp hơn. Thì mình nói thì hiện tại thì mình lại xài cái quấn cán Yonex anh em ạ. Xài cái này thì mắc tiền thật nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo. Cái này là Yonex AC102X 30 cái, hai cái là 30 cái. Thì cái này có một cái à, một cái nên đâm ra là nó 15 cái một tấn như vậy. Như cái quấn này á, anh em mà mình mà quấn VS á là hầu như là đó thì nãy mình nói là chừng 3 set 4 set là mình thay. Nhưng mà cái quấn Yonex này thì mình quấn thì nhiều khi là tới 2 ngày là mình mới thay một lần. Cứ 2 ngày mình thay một lần vậy đó. Chỗ Yonex này mồ hôi nó ra đó, các bạn vẫn cầm được nha. Mình thì mình thấy mình cầm 2 ngày là hai ngày đánh là vẫn ok. Mồ hôi nó có ra nhưng mà sau đó về lại khô xong mình lại cầm mình quấn tiếp. Nhưng mà đến cái ngày thứ ba thì hình như là mồ hôi nó trữ trong mình nhiều quá thì nó sẽ bị ẩm ẩm khó chịu lắm. Nên là thường đánh cái là bắt đầu rỉ rỉ ra, lột luôn, hay. Đó là quấn cán Yonex. Đáng đồng tiền bát gạo lắm anh em nào mà xài cái quấn cán Yonex này rồi thì xài lại cái quấn cán mà VS hoặc là Yoto là anh em xài không được. Mình hồi xưa mình vậy đó, mình sau đó mình lại có một đợt mà mình hết cái quấn cái này nè. Mình lại đi ra cái chỗ mà sân cầu á, mình mua một cái quấn cán VS nhưng mình xài á thì nó không có được, nó kiểu như không êm bằng. Cầm nó khớp đồ bám nó không bằng được. Nhìn chán chán lắm anh em ạ. Đó. Nên là mình cứ xài cái Yonex quen rồi. Nên cứ lâu lâu qua shop lượm một bánh vậy mà quấn thôi. Cho tiết kiệm. Đó. Mình thấy một số anh em xài mà cứ nói về vấn đề là tại sao nó bị bong 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 á. Cái quấn cán mà nó mình thấy có đợt nào mà nó bị bong bong anh em ạ. Thì tới thì cái quấn cán mà Yonex nó không có bong đâu anh em ạ. Tại vì là một là anh em quấn quá lâu rồi. Rồi anh em đánh rồi anh em cứ sử dụng chà nhiều quá rồi nó mới bong thôi. Hoặc là đánh trên nhiều khi trượt đó. Cái vợt chúng ta nó trượt, té xuống rồi trượt thì nó bị bong bong thôi. Chứ còn cái quấn cán mà đưa vô sờ đẩy mà bong bong ra thì mình chưa có thấy nha. Có lẽ là nhiều khi quấn cán đó nó hết hạn, nó để lâu quá. Tại vì cái nào cũng có hạn hết bạn ạ. Cái quấn cán nó cũng có cái hạn sử dụng nha. Rồi giày cũng có hạn sử dụng. Thì nói chung là nó đều có cái hạn sử dụng của nó hết anh em nha. Chứ không phải là cái quấn cán này là các bạn bỏ 10 năm là các bạn xài ở đâu không có đâu nha. Thì nhiều khi nó, các bạn thấy mình nói là các bạn bị anh ơi sao nó cứ bong 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 ra thì có lẽ là nhiều khi quấn cán nó hơi bị để lâu anh em nha. Rồi đấy là những anh em nào mà chúng ta bình thường chúng ta sử dụng bình thường nha. Tức là chúng ta không bị ra mồ hôi nhiều, không bị ra mồ hôi trong lòng bàn tay này thì chúng ta sử dụng cái quấn cán rất là bình thường, ít đỡ bị tốn kém. Đó, thì các bạn sử dụng cái Yonex này đi rồi các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt của cái VS và Yonex, tiền nào của đó thôi anh em nha. Rồi trường hợp bây giờ mình sẽ nói vấn đề về trường hợp là anh em bị ra mồ hôi thì chúng ta xử lý như thế nào và chúng ta sử dụng cái quấn cán nào, đúng không? Rồi. Đối với anh em ra mồ hôi nha. Rồi, VS cũng là VS thôi. Đây anh em nha, VS. VS vải. Thì cứ một cái cùng VS vải như này là mình chờ tí xíu mình ra nhiêu tiền mình cũng quên mất tiêu rồi. 25.000 anh em ạ. 25.000. Nhá, 25.000 trên hệ thống shop mình. 25.000. 25.000 thì đối với quấn cán vải á thì thực tế là
xài được rất là lâu. Nói chung là cứ quấn xong ha, rồi đánh nó nhiều khi nó ra mồ hôi tí tí, rồi sau đó rồi đem về nó lại khô. Khô xong rồi bắt đầu lại rồi đem ra quấn. Nhưng mà có một vấn đề về cái quấn cán vải này á, là có hai chứ, hai vấn đề của quấn cán vải này. Cái việc ưu điểm của nó là xài lâu thì mình không nói rồi đúng không? Tại vì bằng vải mà. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là khi mà các bạn quấn mà lâu á là bắt đầu á là nó bị mất hết cái lớp vải anh em. Nó mất hết cái lớp vải thì nó sẽ bị chai, cầm riết á là tay anh em thấy không, nó sẽ bị chai tay chúng ta. Rồi các bạn quấn vải lại bị chai kinh khủng nhiều lắm đó. Rồi rồi cái thứ hai nữa là mồ hôi nó ra là bắt đầu nó vải mà, nên là nó vi khuẩn rồi nó hôi. Nhiều anh em cứ để vậy tại vì quen mùi rồi sao á, nhưng mà đưa người khác vừa cầm cái quấn cán xong cái ngất xỉu luôn. Nó quấn cán vải là nó bị hai cái nhược điểm đó, chứ xài thì nó ok. Vậy thì cái quấn cán vải thì nó còn cái loại như thế nào nữa? Thì hồi xưa là mình xài cái, có một lần mình cũng thử nghiệm cái loại VS này, nhưng mà có một cái là nó dày quá, cái lớp này nó dày đó. Thì sau này thì bên mình cũng có tìm một số cái loại vải khác thì nó mỏng mỏng hơn tí xíu để chúng ta sử dụng. Đối với loại mỏng này thì anh em mà có bị lột cái cốt cán á, là anh em phải quấn thêm một cái lớp grab nữa, cái lớp grab á, cái lớp mà phủ phía trong này, chứ không nếu không mỏng quá thì cầm bị đau tay đó. Thì có hai cái loại, một là loại mỏng, một là dày, thì tùy anh em ta sử dụng thôi. Rồi cái trường hợp mà mồ hôi mình xử lý như thế nào? Mồ hôi có hai dạng anh em nha. Mồ hôi là mồ hôi mà từ cánh tay nó xuống, nó là mồ hôi mà chúng ta khi chúng ta đánh cầu á, chúng ta đánh từ dưới lên như thế này nè, mồ hôi á nó cứ đánh xuống, rồi mồ hôi nó cứ vụt xuống như này, mồ hôi trên này nè. À, đánh cầu hồi xưa sao mình ít mồ hôi lắm nha, nhưng mà sau này giờ này mình mập lên từ 63 kg lên 80 kg, mà giờ quýnh mồ hôi nó cứ tuôn xuống. Đánh lên quýnh nó bị tuột mồ hôi xuống là lại ướt vô cái chỗ này, nó ướt vô cái tay cầm như này, khó chịu cực kỳ. Nên là anh em nào thì chúng ta mua bị như vậy thì chúng ta sẽ mua cái này, cái băng chặn mồ hôi đó, như băng chặn mồ hôi VNB chẳng hạn. Dạ thì cái giá băng chặn này thì rẻ hơn các cái hàng khác, 20.000 thôi anh em ạ. Nhưng mà như là Victor Jonet thì nó 25, cái này thì cũng dai lắm, thoải mái cho anh em xài vô tư, thấm cũng ok đó. Thì mình sẽ chặn ở đây nè, để khi chúng ta đánh thì mồ hôi nó cứ tuột xuống đây thì nó dính ở đây đó. Thì nó thấy nhiều mồ hôi quá chúng ta lấy ra chúng ta phát thì cũng được, rồi chúng ta mang vào tiếp. Cái này á, nhưng mà mình thì mình lại không thích mang anh em, hồi xưa lại thích mang, giờ lại không thích mang, thì thích cầm không kiểu mang vô đây nó khó chịu lắm. Bởi vì bản thân mình có đồng hồ cũng không mang đồng hồ là vậy, tại cái tính mình không thích mang, không thích mang cái này vô, không thích mang phụ kiện. Cái loại mồ hôi nữa là mồ hôi, vấn đề về cái mồ hôi tay. Mình thì không bị mồ hôi tay, nhưng một số anh em là sẽ bị mồ hôi tay, nên là nhiều khi căng thẳng hay gì đó như nào đó thì mồ hôi tay nó bị ra đó. Cái đó nó giống như phong thấp rồi ta, anh em hay bị nói là phong thấp gì đó, thì chúng ta phải có cái phấn. Phấn thì rất là nhiều loại phấn anh em nha, phấn Vic, phấn Jonet, nhưng mà mấy cái đó mình thấy nó hơi mắc quá, nên mình làm một loại phấn VNB có 50.000 hay 60.000 gì mình không nhớ, nhưng mà trên website đó. Thì cái phấn này chúng ta lấy ra nè, chúng ta đổ lên cái lòng bàn tay chúng ta. Cái phấn này là để ngăn cái mồ hôi, là mồ hôi trên lòng bàn tay chúng ta đó nha. Chứ các bạn thấy nó giống như mấy cái phấn mà mấy cái người mà ta đu xe đơn á đó. Cái phấn nó để chúng ta, nó sẽ mồ hôi tay nó không có rít, chúng ta thoải mái, chúng ta xoay chuyển cái giờ của chúng ta nha. Chứ không phải là cái phấn đó là để thấm vô cái giờ của chúng ta đâu. Giờ chúng ta mà đã bị mồ hôi rồi là vất nha, vất cái quấn cán đi. Chứ nó làm sao mà phấn nó có thể ăn vô trong cái những cái đường trong này được, tại vì nước nó nằm trong này rồi. Các bạn có đổ phấn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng là không xi nhê gì đâu, có khi nhúng vô gạo chắc cũng hết được nữa đó. Thì cái phấn này là để chống mồ hôi tay, tức là mồ hôi trong tay chúng ta ra đấy, chứ không phải là nhiều anh em cứ thấy mình thấy cứ đổ quá thì đổ để mà thấm vô cái vệt chúng ta làm gì. Tại vì cái này nó đâu có bị mồ hôi rồi thì bỏ thôi anh em nha. Rồi mình chỉ cho anh em những cái vấn đề như vậy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách quấn cán vợt nha. Thì cái này là cái quấn cán mà cái cách mà thông dụng thôi, còn nhiều anh em mình thấy
biến chuyển này, quấn theo người này, quấn theo người kia, quấn lên chót chót, quấn ngắn ngắn rồi đó. Mỗi người có một cách quấn khác nhau. Còn mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách cơ bản nhất, rồi anh em sử dụng, rồi mỗi người, rồi cái cách quấn cán làm sao nó to, quấn cán làm sao nó nhỏ, tại vì tay cầm của anh em mỗi người khác nhau, tùy theo cái sở thích của anh em cầm như nào, cầm thoi, cầm nhỏ nhé. Rồi, đầu tiên đây là cái quấn cán mà cốt của nó. Thì cái quấn cán bình thường khi chúng ta mua một cây vợt thì cái quấn cán cốt nó luôn có đi kèm theo cây vợt của chúng ta để chúng ta đánh cầu anh em nha. Đấy, thì chúng ta có cách quấn như sau. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái quấn VS nha. Quấn VS. Rồi. Cái này nè là sử dụng để chúng ta khi mà chúng ta quấn xong á, chúng ta dùng chúng ta cột phía trên để cho nó khỏi bị tuột. Rồi mình quấn nha. Cái này là cái nãy mình nói rồi. Cái này là cái để chúng ta mà khi chúng ta cột lên phía trên đầu giờ chúng ta đó nha. Rồi mình sẽ nói về vấn đề quấn cán mà anh em hay thông dụng, anh sử dụng nhất. Cái VS nè. Rồi, lột cái lớp bóng. Đây anh em. Đó. Bây giờ quấn nha. Bây giờ nè, một tay chúng ta nè, để đây. Ok. Và đây cho anh em thấy nè. Lấy giữ nha. Này giữ, rồi ta quấn à. Rồi chúng ta quấn hơi lòi lòi cái phía sau ra tí xíu để cho cái việc nó bám theo cái khuôn của cái vợt chúng ta phía dưới này nè. Đó, rồi chúng ta bắt đầu quấn lên. Cái VS này thì đúng là nó mềm mềm thiệt anh em ạ. Đấy, quấn lên nha, cứ quấn dọc theo cái nghiêng lên. Rồi rồi khi mà chúng ta có cái đường lằn á, mình thấy đây thường nó sẽ có một cái đường lằn đây nè, đó của cái phía mép phía trước, thì chúng ta cứ ấn theo cái đường lằn đó, à, thì nó sẽ đẹp đó. Nè, vừa vướng vừa gỡ cái này đó nè, theo cái đường lằn anh em ha. Đó, được chưa anh em, đã gần hết rồi nè. Đó, đó. Đấy. Rồi quấn cán lên, quấn lên đây luôn để làm điểm tì cho nó dễ tì. Đó. Rồi đây có một cái mép ha, có cái miếng này thì chúng ta sẽ dán lại. Ok chưa anh em? Đấy, thì quấn như thế này này, nói thiệt với anh em á, nó to lắm. Mình hồi xưa thì không hiểu sao mình là thích cầm kiểu này nha. Thì nhiều anh em cầm như thế này là vừa, tại vì mới chơi thôi cứ cầm như vậy đi. Rồi còn chứ cầm mình thì bây giờ mình cứ thích quán cán nhỏ. Cầm như thế này á cũng dễ đập. Dễ, nói chung nếu mà tập tành thì nên cầm kiểu này. Còn đúng là nhiều bạn vẫn thích cầm to thì chuyện đó là bình thường rồi anh em ha. Thì đó là cách. Ủa quên, còn dán lại chứ nhỉ. Miếng đen này dán lại. Dán lại như thế này. Dán cái này á, cái miếng đen này dán để cho nó khỏi bị tuột á anh em. Dán lại đó thì nó sẽ không bị tuột. Không có bị tuột cái mép, tại vì một cái miếng dính nhỏ 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 phía trên nó dễ bị tuột lắm, nên nó có cái này thì nó sẽ tốt hơn, giữ tốt hơn. Còn nhiều bạn không dùng tới tại vì quấn lên đen xấu không thích. Rồi, quấn cơ bản là vậy nha. Rồi giờ chỉ cho anh em cách quấn cán thứ hai luôn. Cái cán này nè, cái vợt thứ hai nha. Cái vợt này thì nãy mình nói rồi, mình cầm như thế này nó rất là ok rồi. Cái vợt VNB mình ra là thường là mình đã chọn tay cầm rồi, mình cảm thấy nó phù hợp. Cái này nó G5 mà đó, thì mình bản thân mình quấn cỡ này à. Nên là bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cái phương pháp quấn thứ hai, nhưng mà mình phải lột cái cốt cán này. Tại vì mình quýnh bình thường mình không thích cái này lắm. À, thường á anh em mà chúng ta mà quýnh mà vô trực tiếp cái vợt chúng ta đó thì nước nó dễ bị thấm vô.
nên thường á là nó sẽ có một cái lớp, một cái lớp này mình giới thiệu cho anh em. Đây cái Yonex cushion wrap Victor hình như cũng có một cái dạng như vậy. Thì cái lớp này chúng ta sẽ phủ lên cái cốt cán của chúng ta, sau đó chúng ta mới quấn cái lớp quấn cán của chúng ta vô, thì nó sẽ bảo vệ cái giờ của bạn sẽ tốt hơn và cầm nó sẽ êm hơn. Chứ bây giờ nếu mà trường hợp các bạn nhìn cái gỗ nó có những cái ô vuông vuông vuông, nó đâu có tròn hẳn đâu, hay là khi mà chúng ta quấn cái lớp quấn cán VS vô hoặc là quấn cán Yonex vô là nó sẽ bị vuông vuông theo cái này nè, nên là cầm rất là khó chịu. Có một số bạn thì mình lại thấy là các bạn đi ra chỗ phòng y tế đó mua cái lớp băng keo trắng á các bạn, băng keo trắng nó rồi sau các bạn băng keo đó giống như băng keo mà để băng vết thương á, thì các bạn cũng quấn như vậy. Thì bây giờ người ta ra một cái lớp như thế này thì chúng ta sử dụng nó sẽ tốt hơn nè. Đó thì anh em nào có điều kiện thì mua cái này, xài nhiều lắm, xài không hết đâu. Ví dụ như xài anh em nào xài chung thì mua chung, mình nhớ hình như đâu bao nhiêu tiền đâu ta, trăm mấy hả ta, hình như 120.000 hay sao mình nhớ vậy. Của Yonex thì nó mắc, mình kiếm mấy cái hãng nào rẻ rẻ mua anh em, cái này đâu có nhiêu tiền đâu. Rồi bây giờ mình lột cái này ra nhé. Đây cái lớp nó vậy nè anh em, nó kiểu như xốp vậy, mịn 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 hé, mịn mịn như này nè, đó mỏng như tờ giấy, nó kiểu giống như xốp thôi nhưng mà nó làm mỏng lắm. Đây cũng như quấn cán thôi anh em, để lên thôi hả. Rồi đó là quấn thôi nè, đẩy cho thêm mấy vòng vô, quấn lên một vòng nè, đó thấy không, thấy nó sẽ phủ lên cái lớp cốt của chúng ta thì cho nó êm tí, thì khi mà chúng ta quấn cái giờ của chúng ta quấn cán thì nó sẽ êm đó. Chúng ta xuống một vòng nữa là hai vòng, theo mình nghĩ là ba vòng là đủ rồi đó. Xong rồi tiếp thêm vòng xuống nữa đó, là nó êm liền. Đấy, là mình thấy nó che được cái cục gỗ rồi đó, gỗ nó vát vát kiểu vậy đó. Mình cầm khó chịu lắm. Rồi đây lên đây ép rồi dứt. Đấy thì như này, cái cụ này chúng ta xài nhiều lắm, xài không hết đâu anh em, thấy không. Rồi cái mút nè, bây giờ nó êm rồi mà nó cũng sẽ bảo vệ cái giờ chúng ta, tại vì cái này bằng mút á nên nước nó sẽ không có thấm vô đây, anh em hiểu không, nước mồ hôi chúng ta nó sẽ không có thấm vô đây được, trong cái cốt gỗ chúng ta nó sẽ không bị hư. Rồi đó, sau khi chúng ta sử dụng cái này, còn ví dụ anh em mà sử dụng cái băng cá nhân ở y tế thì nó sẽ thấm vô, cái này là bằng xốp nè nó không thấm, còn cái loại mà của y tế nó sẽ thấm vô, nó bị hư cái mục cái này. Nhưng mà các bạn không có tiền nên các bạn phải sử dụng cái cuốn đó, thì các bạn chủ yếu là để làm cho cái quấn cán của chúng ta đó nó sẽ không cầm khi mà nó không đau, tại vì khúc gỗ này á nó cầm, nếu mà cầm không đó, bây giờ mình cầm rất là êm mình này, mình cảm thấy nó cũng êm mình này. Bây giờ bắt đầu mình sẽ sử dụng cái quấn cán Yonex mình cuốn vô, mua một cuộn này xài sướng này. Đấy. Công nhận dân cầu lông chơi sang thì chơi tàn lại quấn cán mắc tiền xài thay liên tục. Ở đầu này nè, nó sẽ có một cái lớp keo. Đấy thì thường á là hãng thì nó chỉ cho anh em ta quấn ngược, nhiều quấn ngược lại chứ không phải là giống như nãy mình quấn, thì quấn ngược lại nó có cái lợi thế như thế này nè anh em nè. Nhưng mà các bạn phải có cái kéo đi kèm nha, không có cái kéo thì không có được. Đấy đấy rồi, cái miếng này, cái miếng của chúng ta nó sẽ có cái miếng băng keo anh em hiểu không đó. Bây giờ chúng ta sẽ dính vô cái đầu giờ của chúng ta, dính vô cái một cái mép nào đó dọc của chúng ta nè. Rồi quấn theo. Rồi tại sao một cái chỗ đó là nó lại là do nét nó lại cắt cho chúng ta, là lý do là như thế này anh em này. Đấy, khi chúng ta mà dán cái miếng dính như thế này, các bạn thấy không, nó cắt sẵn một cái mép xéo như cho anh em như thế này nè. Đấy, cái mép xéo ở đây là lý do á, là khi bạn quấn cái lần 1, lần 2 á, quấn lần 1 nè, đó thì bắt đầu chúng ta nếu quấn ngang theo cái đích của cái vợt chúng ta đó thì nó sẽ đi tới đây. Đó, nó sẽ, anh em thấy nó xéo ở đây không? Nó xéo không? Đấy, nó xéo ở đây nè.
cái việc sell như thế này thì chúng ta khi chúng ta đi mid xuống xuống đó, chúng ta xong này nè, rồi chúng ta đi mid xuống á, mid xuống này nè, đây anh em thấy không nè, mid xuống đây nó sẽ sell rồi, nó sell sẵn cho chúng ta, nó sell sẵn cho chúng ta đó, nó sell sẵn cho chúng ta đấy. Thì cái việc mà khi nó sell nó cho chúng ta đó thì chúng ta sẽ không bị cộm nhiều lần ở đây, chúng ta sẽ không bị cộm cái bằng cái đích giờ của chúng ta. Nếu mà chúng ta sử dụng cái miếng đuôi này nè mà chúng ta quấn á, phía dưới á, thì cái hai ba lần quấn như vậy á, nó sẽ bị cộm cái đích, nhìn cái đích giờ của chúng ta nó bị nhăn nhăn, rồi cái thứ hai nữa là nó không uống theo cái mép xéo của cái giờ đó. Đây mình sẽ cuốn tiếp cho các bạn ha, đó là các bạn thấy nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều đó, thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đấy, cái lý do là nó dán cho chúng ta là vậy anh em ạ. Rồi còn lại khi lên tới đây rồi thì anh em chúng ta sẽ cứ quấn theo bình thường. Cái quấn do nét này á, nó dài lắm anh em ạ. Nó dài hơn mấy cái quấn khác bình thường. Bình thường là mình quấn lên tới nóc luôn. Nó rít hơn nhiều, xài ngon hơn cái quấn. Rồi lên tới đây anh em ha, thì anh em phải có cái kéo. Anh em chưa có cái kéo này. Chúng ta cắt. Cắt, xéo. Xéo lên. Xéo lên giống như cái ban đầu thôi, giống như cái mà nó làm cho chúng ta ban đầu thôi. Chúng ta quấn lại. Thì khi nó xéo như thế này anh em này, thì nó sẽ quấn theo cái mép của chúng ta luôn. Đó. Thì lúc này thì chúng ta phải cần được cái miếng quấn của Jonet đi kèm. Đấy, lấy ra. Gỡ ra. Rồi dán vô. Sorry anh em nha, làm hơi xấu quá. Mất thẩm mỹ quá. Rồi. Ok chưa? Đây. Đấy, quấn đè. Cái lý do mà Jonet nó làm một cái miếng dính là để chúng ta khi chúng ta sẽ sử dụng á, chúng ta quấn 2-3 vòng như này để mình nói lại cho anh em ha, quấn 2-3 vòng ở đây nó không có bị đè nhiều. Nếu mà các bạn dùng cái đuôi mà nó to to nãy mình nói á, là các bạn quấn 2-3 vòng á, rồi các bạn quấn lên thì nó sẽ bị đè nhiều, nó khiến cho cái việc là ở dưới này nó nhăn, với cái thứ hai là nó cộm, cầm nó sẽ khó, rất là khó chịu. Còn nếu mà trường hợp mà đấy là các anh em thấy không, thì thế nên nếu mà trường hợp mà nó cứ quấn theo dòng 2 vòng thì lúc nào nó cũng ok hơn, là nó đã cắt bớt cái phần mà xéo xéo lên, thì khi chúng ta xéo lên nó không có bị đè nhiều. Đó là chúng ta cứ đè lên như thế này thì cái cầm chúng ta nó sẽ thoải mái. Đó, nó thoải mái hơn. Thì trường hợp mà chúng ta muốn quấn như vậy được á thì chúng ta phải có cái kéo đi kèm. Còn nếu mà không có cái kéo thì các bạn cứ lấy cái đuôi các bạn quấn, xong rồi trên cùng nó sẽ có một cái mép nhỏ đó. Rồi chúng ta quấn vô đây, rồi chúng ta dùng cái băng dính lại. Đó, do chúng ta không có kéo. Trường hợp chúng ta có kéo thì chúng ta nên sử dụng như vậy, nó sẽ cầm nó sẽ tốt hơn. Còn nhiều anh em chế biến ra nhiều cách khác nữa thì cái chuyện đó mình không có nói, tại vì cách quấn là mỗi người, anh em thích quấn kiểu gì là quấn, không ai cản anh em quấn hết á. Quấn thì sao mà chúng ta cầm, chúng ta thoải mái để chúng ta quấn cầu. Nhiều anh em coi thường cái việc quấn cán này lắm á nha. Thực ra quật cầm cho thoải mái thì chúng ta đánh mới hiệu quả. Chúng ta xoay chỉ, các bạn thấy không, bây giờ cái giờ của mình nó mỏng như là lúc mà mình quấn cán cốt á, mình cầm rất là thích, mình cầm quen cái kiểu này rồi chứ không thích cầm to đó. Thì mình quấn vừa này là mình cầm nó thấy ngon tay rồi nè. Vô là giết nhiều đối thủ này, thấy không, đưa giờ nhiều bạn mượn giật á, một cái giật quấn cán to, một cái quấn cán nhỏ, cầm khó chịu lắm. Dù tự nhiên đang đứt cái lưới này xong kiếm thấy cái giật khác lại quấn, bạn mình nó quấn cầm to, cầm vô quýnh là quýnh không lại người ta, xong nó chê liền đó. Quấn cán rất là quan trọng. Rồi mình vừa chỉ cho các bạn hai cái cách quấn cán và cái việc mình lột zin ra rồi mình xử lý như thế nào, sau đó thì chúng ta mới quấn cán vô đó. Rồi giờ chỉ anh em cách quấn cán vải. Dùng quấn cán VNB quấn vải nha. Vải thì nó có một số cái chúng ta nó sửa tí, không giống cái quấn cán bình thường. Cái cuộn vải này 10m nha. Anh em quấn xỉu luôn á. 130.000.
Grab, quất Grab lên. Ok. Đấy, nghe không? Êm liền. Bây giờ mình quấn cán phải nha. Lột. Mình cũng thích quấn cán vải lắm anh em ạ. Đây. Ok chưa? Vải. Cái lớp mà VNB của mình thì nó hơi mỏng tí xíu anh em nha, nhà tại phục vụ cho anh em. Tại phục nói đúng ra là phục vụ những anh em nào thích cầm mỏng mỏng ấy. Chứ còn các bạn nếu muốn dày thì cần mua mấy cái quấn PS mình đã nói rồi đó. Nè. Quấn PS như thế này nè, nó có dày dày ấy thì nè, thì anh em nó xài nó sẽ ok hơn. Mình thích mỏng mỏng rồi. Ở đây nó có một cái lớp keo thì mình cứ thế mình gỡ lớp keo này ra thôi nè. Đây keo này anh em nha. Ừ. Keo không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ quấn. Thì bình thường mà nãy mình nói nó có cắt xéo ở đây thì cái quần đa phần là một cái quấn mà cái quấn cán nó đơn nó sẽ có. Thì nó có sẵn, còn vải thì thường nó sẽ không có cái quấn xéo này thôi, chúng ta cứ quấn thẳng vô thôi. Quấn như quấn cách ban đầu mình đã nói đó. Rồi sau đó buộc anh em phải dùng kéo để anh em cắt. Rồi nè, giờ mình để vô nha. Rồi, tiếp tục thôi. Để vào. Cái quấn cán vải này nó khác với là cái kiểu quấn cán mà gió nét chúng ta là chúng ta chồng lên. Còn cái quấn cán vải này của chúng ta đấy thì chúng ta chỉ cần tì mép là được nha, tì mép là như thế này nè. Ban đầu á buộc anh em là phải xấu rồi, tại vì cái quấn cán vải này á là nó không có theo nó thì nó xấu đó. Rồi chúng ta này mép nè, ok chưa anh em? Nè, tì mép là như thế này anh em này, mép thấy không, mép thấy thêm mép không đấy, tì mép vô đây ha. Nè, tì mép, tì lên mép nha, tì không đè lên vải, mà chúng ta cứ tì theo cái mép của cái vải nó đi tới đâu thì mình quấn theo tới đó. Này anh em này thấy không, em thấy không, theo cái mép này đấy, theo cái mép nha đấy. Đây, theo cái mép chúng ta cứ chạy theo cái mép, đừng có quấn đè lên nha, đè lên khó chịu lắm anh em à nha, cứ quấn theo cái mép cho mình. Thì lúc mà tại vì vải mà chồng lên vải khó chịu lắm, nó dày hơn so với cái quấn cán chúng ta thì chồng lên thì được. Nè, mép, tức là mình đi theo cái mép của nó, mình lấy cái mép sau là đụng tới cái mép này thôi, chứ không phải là anh em quấn chồng đè lên chống đè. Nãy là mình chồng đè lên là dùng cao su chúng ta chồng đè lên được. À, thì đó thì quấn như vậy thôi. Đây vải lên tới đây ha, anh em muốn đẹp thì anh em cắt xéo nó đó. Cắt xéo nó kỳ quá à, cắt xéo ha. Ui cha, nó lấy focus đi rồi, cao su mà, ê quên, băng keo mà, nó dính lắm. Vì lý do cắt xéo như thế này anh em này, để chúng ta đè này, đè mép thấy không, thấy đè mép không anh em, đè lên mép này, đè lên mép này, đấy, ấy, thấy chưa, đẹp vô bờ bến đấy, đấy, anh em thấy chưa? Thì khi chúng ta cầm nắm thì nó không bị chồng lớn lên nhau, cái vải này mà chồng lớn lên nhau cầm đau tay lắm, với lại chai tay anh em nữa. Hay là anh em cứ làm sao mà cứ đi theo mép đấy, nhìn nó đẹp không? Chỉ có điều dưới nó hơi xấu tí xíu là tại vì do là cái nó không được cắt giống như mình nói nãy á, là phải quấn nguyên cái hình vuông á, thì quấn hai vòng lên đây á, nó bị nó đây nó dư nè, nó u lên tí xíu, nó hơi xấu tí thôi, nhưng mà cầm êm vải nhiều hả, quấn riết mồ hôi ra là mất cái vải dần là bắt đầu đổi đi anh em nha, quấn chai tay. Còn anh em nào chịu khó đỡ tốn tiền thì quấn được thì quấn, nhưng mà vải thì nãy mình nói rồi, mồ hôi hôi rồi. Mình đã chỉ cho anh em các cái cách để chúng ta quấn cán rồi đúng không? Rồi cái quấn cán mà bằng cao su này chúng ta thể quấn bằng hai cách, là ngược đầu thì chúng ta đưa cái đầu nhỏ xuống dưới thì nó sẽ đẹp hơn, thì nhưng mà chúng ta phải cắt, chúng ta phải sử dụng cái kéo để chúng ta cắt xéo xéo trên để chúng ta đè lên mép nó sẽ đẹp. Rồi còn chúng ta sử dụng cái kiểu mà quấn cái đầu mà
vuông vuông phía xuống dưới thì nó hơi bị nhăn nhăn tí xíu thôi nhưng cũng không sao. Rồi quấn lên thì trên này nó sẽ có cái phần nó thì nó đã cắt sẵn chúng ta, thì chúng ta quấn theo cái đó nó sẽ đẹp. Và sau đó dùng cái băng keo cho nét chúng ta dán lên phía trên này như thế này. Rồi này còn vải thì chúng ta cứ quấn thôi, quấn nhưng mà khác cái chỗ đó là chúng ta quấn theo cái chồng theo cái mép nhé, không đè lên cái mép, đè lên nó sẽ gân cầm đau tay lắm, không thích. Đó là cái cách mà mình quấn. Thì mỗi bạn có cách khác nhau, như mình nói không ai giống nhau cả, nên là mình không có phản biện anh em trong cách quấn cán, làm sao mà chúng ta cầm hợp tay phù hợp. Mình thì mình cầm nhỏ nãy như mình nói rồi, các bạn có thể cầm to tùy. Cầm nhỏ thì cố cán mà khi các bạn gỡ ra thì nên có cái wrap này nhé, để bảo vệ cho cái cốt cán của chúng ta, nãy mình nói rồi đó. Rồi còn về mồ hôi thì nãy cũng đã nói rồi, mồ hôi thì chẳng có nhiều cách chặn mồ hôi trên xuống, mồ hôi tay thì dùng phấn. Kỳ này thì cũng tặng cho bạn 5 cái áo VNB. Các bạn hãy comment kênh YouTube của bên mình sẽ random và lựa ra 5 bạn. Nhưng mà đợt này mình thay đổi thể lệ tí xíu nha, là mình sẽ kiểm tra là bạn nào đã đăng ký kênh của mình. Tại vì mình thấy một số bạn rất là hào hứng và đăng ký cái kênh của mình để ủng hộ cho mình á. Các bạn nhấn cái nút đăng ký á, kế bên có cái chuông thì các bạn bấm để chúng ta có nhận thông báo gì đó, thì nhận thông báo cái video mới của mình thì mình sẽ ra video thường xuyên mà. Nên là mình sẽ ưu tiên cho những bạn nào có đăng ký kênh. Còn nếu bạn nào không đăng ký kênh thì mình bắt đầu mình random mình lựa tiếp cái bạn tiếp theo, bạn nào đăng ký mình sẽ tặng cho bạn đó. Thì mình ủng hộ cho những bạn nào mà theo dõi kênh của mình nhiều hơn. Rồi chúc các bạn vui vẻ nhé. Rồi cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ đến với clip sau nữa, chừng 2-3 ngày nữa nhé. Bye.